Nếu đã về đây rồi thì ngại gì mà không xem hết cái video này, có lẽ bạn sẽ cảm thấy thú vị. Đầu tiên mình sẽ cần Ctrl C để nó nhân đôi lớp layer này lên. Tiếp đến là mình tách hình cô gái này ra khỏi cái lớp nền bằng cái công cụ tự động trong Property luôn nè. Bạn vào Windows, chọn Property, rồi kéo xuống dưới chọn Remove Background. Cái tấm hình này mình tải trên FreeBSD nên là nó cũng hơi nặng xíu, nên là mình sẽ copy cái tấm hình này qua cái hình nền mới để cho nó nhẹ hơn. Bây giờ mình cần Ctrl T để điều chỉnh cái tấm hình cho nó phù hợp với cái background. Mình chỉnh lại cái background xíu để cho nó hợp hơn, nhìn nó đẹp mắt hơn. Cái thao tác mà zoom to thu nhỏ, bạn bấm Ctrl cộng, Ctrl trừ để cho lúc làm mình làm nhanh hơn. À, còn cái hình nền màu trắng mình quên đổ màu cho nó. Bây giờ mình chọn cái màu nhạt hơn cái màu áo của cô gái một xíu để cho cái hình người nó được nổi lên, rồi mình đổ màu cho cái nền. Tiếp đến là mình chọn mấy cái vùng chọn ở điểm màu khác nhau trên hình cô gái, rồi mình cần Ctrl C để nêu cái layer đó lên. Cái hình cô gái này có bao nhiêu màu á thì mình sẽ chọn bao nhiêu vùng, để xíu nữa nó tạo thành hình tròn á, nó có nhiều màu nhìn đẹp hơn. Chọn xong hết mấy cái vùng chọn rồi thì mình kéo cho nó lắp đầy cái khung hình nè. Bấm Ctrl T để điều chỉnh, giữ Ctrl để kéo. Nhớ là kéo để lắp đầy cái chiều ngang khung hình luôn nha. Mình sẽ làm tương tự để lắp đầy cái khung hình. Đâu đó bạn nhấn cái layer đầu và giữ shift nhấn cái layer cuối để cho nó chọn tất cả các layer. Tiếp đến là bấm chuột phải và chọn match layer, nó sẽ gom tất cả các layer thành một hình. Tiếp đến bạn chọn như trên màn hình để nó tạo thành một hình tròn.
có hình tròn rồi, mình sẽ Ctrl T để điều chỉnh cái vòng tròn đó theo như ý của mình. Tiếp đến là bạn sẽ chọn cái phần dư thừa và cắt nó đi. Nhớ là thao tác trên cái vòng tròn, đừng có thao tác trên hình cô gái nha. Mình sẽ cắt và chừa lại như thế này, nhìn nó sẽ hợp lý và đẹp hơn. Còn tùy bạn muốn chọn cắt như thế nào cũng được. Tiếp đến mình sẽ tạo một vùng tròn hình tròn để cắt đi cái phần thừa xung quanh. Bạn bấm Ctrl Shift Y để cho nó đảo cái vùng tròn nó lại, rồi xóa cái vùng ở ngoài. Thế là ta đã được một hình tròn như ý muốn. Tiếp đến là đổ bóng để nhìn bức hình nó thật hơn nè.
Bạn cũng đừng quên đổ bóng cho hình cô gái lên trên hình tròn. Thế này đã xong rồi nè, nhìn cũng thú vị đấy cơ nhỉ. Ở video tiếp theo mình cũng sẽ sử dụng cái dải màu nhưng mà khác một xíu, giống như cái hình này nè, mấy bạn nhớ đón xem nha.